nữa chưa? Mày con thiệt. Mới giờ thì nó sốt đầu ra nó đi, nó người xuống người đi, ăn được rồi. Cách xa ra. Nghe trong em đã buồn nhỉ. Ở bên nước Nga có nơi nào nó âm 54 độ đấy mà người ta sống vẫn bình thường luôn. Nước Nga người là thích nghi mà ở đâu người ta cũng phải thích nghi nên khí đốt ở đấy chắc là tiêu thụ nhiều nhất đấy. Mạnh thế mà. Thế cái gì cũng phải inside hết đâu có outside được đâu. Sao nhưng mà ý là không nhìn thấy đẹp ấy, lúc nào cũng tù mù như này này. Ở đây có 4 độ, 5, âm 5 độ mà lạnh này. Âm 50 mấy độ thì chịu ra nổi. Mặt mũi râu ria đóng băng hết. Đấy nó thở ra phát là nếu đóng băng hơi nước thở ra. Đóng băng mũi. Thì là anh đeo cái mát ấy. Thì anh kéo căng nó ra như này này, nó dễ chịu. Hồi đấy nó không kéo căng ra nó khó chịu. Không đứng không? Ừ. Mất lái thì... Ottawa thì cũng hai mấy âm, ba mấy độ. Xuống đây cái mình thấy nó bình thường nhỉ? 8 độ cái mình thấy ấm ớt là ấm ấy.